chuối lại con ạ. Chữ giờ gồm được viết bởi hai nét, nét thứ nhất đó là nét cong tròn, nét chạy đáp án và nét thứ hai đó là nét móc gì? Móc ngược. Nét cong tròn khép kín móc ngược chúng mình học rồi. Có độ cao là mấy lý các bạn? Hai lý. Độ rộng là bao nhiêu? Một lý gì? Một lý rồi. Một lý rưỡi rồi. Con nét móc ngược này hôm nay không phải độ cao là hai lý nữa, mà nét móc ngược này sẽ có độ cao là mấy lý? Bạn đã giỏi các con biết không? Bạn đã đếm được không? Để bóc được hai ai nào có độ cao là mấy ly? Ba ly. Năm ly. Năm ly. Con thưa cô. Con thưa cô. Có mấy ly đây con? Năm ly. Năm ly à? Bạn đã có ý kiến khác không? Mấy ly nhỉ? Thái Việt. Để cho cô nào? Và là để cô cô nào? Một, hai, ba, bốn. Điểm đặt đủ của nét móc ngược này các bạn chú ý cô, đây là điểm đặt đủ của nét móc ngược này. Nằm ở đường kẻ đầm ngáng mấy các bạn? Ngáng một phía trên, kéo thẳng xuống đường kẻ đầm ngáng một phía gì các bạn? Phía dưới các bạn móc lên là điểm dương 4. Nằm ở ngáng mấy đây? Ngáng một. Ngáng đây ngáng một không? Ngáng 2. Ngáng 2 đúng rồi, điểm dương 4 nằm ở ngáng 2. Các đô rong của nét móc ngược này là mấy lý cả lớp? Một chi nhỉ? Oh.